Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Vừa qua, mưa lớn xảy ra ở Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, khiến nước sông dâng cao, một số diện tích đất canh tác bị ngập lụt, đường xá hư hỏng. Kể từ tuần trước, nhiều khu vực của tỉnh Giang Tây đã có mưa vừa hoặc dông và mưa to cục bộ. Đợt mưa này có cường độ cao và phạm vi rộng, gây ra các thiên tai thứ cấp như lũ lụt ở các lưu vực nhỏ, ngập úng ở các thành phố trũng thấp, sạt lở đất và dòng mảnh vụn. Hiện tại, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tây áp dụng các biện pháp kiểm tra ngẫu nhiên các quận theo thành phố, kiểm tra ngẫu nhiên các thị trấn theo quận, kiểm tra ngẫu nhiên các hồ chứa theo thị trấn và kiểm tra cấp 1. Theo dự báo của Cục Khí tượng, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tây đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào hôm thứ Tư. Trước đó, thông tấn xã Trung Quốc cho biết, từ 3 ngày qua, tỉnh Giang Tây hứng chịu những cơn dông bão liên tục hiếm gặp. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây cho biết rằng tính đến trưa hôm nay, 410.000 người trong tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất và dòng chảy mảnh vụn, và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 250 triệu nhân dân tệ. Tỉnh đã phát động ứng phó khẩn cấp chống lũ 3 cấp từ 12 giờ trưa nay. Theo dữ liệu do cơ quan khí tượng địa phương cung cấp, kể từ hôm Chủ nhật, ở tỉnh Giang Tây, Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa dông trên diện rộng, kèm theo sấm sét mạnh, mưa lớn liên tục bao trùm một khu vực rộng lớn. Trong số 166.900 km2 đất của tỉnh Giang Tây, diện tích mưa lớn bao phủ lên tới 77.000 km2, diện tích mưa bão lớn lên tới 39.000 km2. Bị ảnh hưởng do mưa bão, nhiều con sông ở Giang Tây đã vượt quá mức cảnh báo. Vào lúc 0 giờ ngày thứ Ba, mực nước đỉnh lũ vượt mức cảnh báo là 0,84m. Vào lúc 8 giờ ở trạm Tương Đồn, mực nước đã vượt quá mức cảnh báo là 0,43m. Trạm núi cao hơn mức cảnh báo 0,37m. Mực nước vẫn đang lên. Hồ chứa Giang Khẩu đã ở trên mực nước giới hạn lũ và có 4 hồ chứa cỡ trung bình trong tỉnh vượt quá mực nước giới hạn lũ. Mưa lớn và lũ lụt đã khiến mực nước các con sông vừa và nhỏ ở tỉnh Giang Tây dâng cao. Đất canh tác ở các vùng trũng thấp bị ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ, 410.000 người tại 186 thị trấn thuộc 22 huyện của tỉnh bị ảnh hưởng, 600 ngôi nhà bị sập, 36.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 250 triệu nhân dân tệ, hơn 3.300 người đã được chuyển đi trước thời hạn mà không gây thương vong. Tình hình thiên tai chi tiết vẫn đang được thống kê thêm. Hiện tại, lượng mưa lớn trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục. Lượng mưa hiện tại chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc Giang Tây và thành phố Nam Xương. Hôm thứ Ba, sau khi Chiết Giang khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt, cảnh báo mưa bão màu vàng lại vang lên. Hiện tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh tạm ổn định. Thời tiết mưa mấy ngày qua đã khiến mực nước ở đây dâng lên rất nhiều. Ông Chen, một người dân Hàng Châu, chỉ vào sông Tiền Đường và nói với các phóng viên rằng ông lo lắng mực nước dâng cao thêm một lần nữa sẽ gây ra lũ lụt. Tuy nhiên, tôi tin rằng chính phủ đang thực hiện các biện pháp để phòng tránh lũ. Ông cho biết, mưa lớn trong vài ngày qua đã khiến mực nước ở trung và thượng lưu sông Tiền Đường nói chung tăng lên. Để đối phó với lượng mưa lớn liên tục ở Chiết Giang trong vài ngày qua, Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 4 vào lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm qua. Hôm nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang lại phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 6 giờ. Dự kiến trong 12 giờ tới, Hồ Châu, Gia Hưng, Hàng Châu, Củ Châu, Thiệu Hưng và phía Bắc Kim Hoa ở Chiết Giang vẫn sẽ có mưa lớn và sét hơn 80mm. Được biết, từ trưa đến đêm nay, ở Bắc và Trung Chiết Giang sẽ có mưa rào hoặc dông, có nơi mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to. Các khu vực khác nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Ngày mai, mưa ở Bắc Chiết Giang sẽ tạnh và chuyển nhiều mây. Các khu vực khác có mưa rào hoặc dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Ngày mốt, Bắc Chiết Giang nhiều mây đến nhiều mây, các khu vực khác sẽ có mưa rào hoặc dông. Tình hình lũ lụt ở Chiết Giang về cơ bản đã ổn định. Các vùng mưa tập trung chủ yếu ở trung và thượng lưu sông Tiền Đường. Tính đến 8 giờ sáng thứ Ba, trên địa bàn tỉnh có 54 trạm có lượng mưa lớn hơn 180mm, 9 trạm có lượng mưa lớn hơn 230mm. Do lượng mưa lớn nên đỉnh lũ đã xuất hiện ở dòng chính thượng và trung lưu sông Tiền Đường. Lúc 8 giờ hôm nay, mực nước tại Ga Lan Tây, tỉnh Chiết Giang lên tới 28,16m, vượt mực nước cảnh báo 0,91m. Hiện tại, mực nước của các hồ chứa quy mô lớn đang ở dưới mực nước giới hạn lũ và các hồ chứa cỡ trung bình như Hoàng Tân Khẩu, sông Cát Đô, Đông Phương Hồng, Thanh Sơn Điếm, Phân Thủy Giang và cầu Đồng Tế đã đạt hoặc vượt quá mực nước giới hạn lũ. Được biết, Văn phòng Phòng chống hạn hán tỉnh Chiết Giang đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt theo kế hoạch khẩn cấp phòng chống hạn hán và kiểm soát lũ lụt của tỉnh Chiết Giang. Hàng Châu, Củ Châu, Kim Hoa và các thành phố khác đã đưa ra các cấp độ khẩn cấp tương ứng phó kịp thời tùy theo điều kiện của địa phương để ứng phó với các thiên tai do mưa lớn có thể xảy ra, tăng cường công tác quan trắc, dự báo,
cảnh báo sớm mưa lũ, tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm các công trình thủy lợi như hồ chứa, kè sung yếu, công trình thủy lợi nhỏ, thiên tai lũ lụt trên núi phía thượng nguồn, triển khai các dự án bảo tồn nước một cách khoa học, hồ chứa Thông Sơn Nguyên, Kỳ Tích và các hồ chứa cỡ trung bình lớn khác đã được xả trước khi đỉnh lũ đến, và cống Trường Sơn và cống Nam Đài Đầu ở Nam Hàng Gia đã được mở để thoát nước trước. Kính thưa quý vị, trong năm nay Trung Quốc hết cơn bão này đến cơn khác và lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa lũ lụt ở Trung Quốc năm nay, thiên tai lũ lụt nhìn chung nặng nề hơn so với cùng kỳ trong lịch sử. Cho đến nay, 29 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương đã hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau, với số dân bị ảnh hưởng lên tới 120 triệu người, gần 130 triệu mẫu đất canh tác và 1.200 người chết do thiên tai và 31 người thiệt mạng. 650.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 91,9 tỷ nhân dân tệ. Các tỉnh bị thiên tai nghiêm trọng là Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồ Nam, Giang Tây, Giang Tô, Quảng Tây, Quý Châu, vân vân. Điều này đã được Kinh Bình, Tổng thư ký của Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia, Giám đốc Văn phòng Phòng chống và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết vào tối nay. Ông cho biết kể từ đầu mùa lũ năm nay, thiên tai lũ lụt ở Trung Quốc diễn ra rất nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra nặng nề hơn so với cùng kỳ lịch sử, nhưng số người chết ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, cùng thời kỳ trong lịch sử. Thiệt hại kinh tế đã lên tới 91,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 80 tỷ nhân dân tệ trong cùng thời kỳ lịch sử. Số người chết do lũ lụt là 1.231 người, so với hơn 1.800 người trong cùng thời kỳ lịch sử. Ngoài ra, thiên tai lũ lụt trên núi, bao gồm lũ lụt trên núi, sạt lở đất và lở đất đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là số người chết, 92% của tất cả các trường hợp tử vong là do lở đất và lở núi. Đồng thời, một số khu vực liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai như Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác bị ảnh hưởng nặng nề hơn, đặc biệt là Phúc Kiến, đã 4 lần hứng chịu bão và mưa lớn. Các tỉnh này liên tục bị thiên tai và thiệt hại nặng nề hơn nhiều so với cùng thời kỳ trong lịch sử. Thiên tai đa dạng cũng là một đặc điểm nổi bật của mùa lũ năm nay với các loại thiên tai gió, mưa, ngập úng, địa chất đồng loạt xuất hiện. Vì 4 đặc điểm này, số lượng thiên tai trong năm nay cao hơn đáng kể so với cùng kỳ trong lịch sử. Thưa quý vị, hơn 200 triệu người ở Trung Quốc bị lũ lụt vào tháng này đã khiến 1.660 người thiệt mạng và 166,2 tỷ nhân dân tệ bị mất. Kinh Bình, Tổng thư ký của Đại hội đồng Quốc phòng, tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Đại hội đồng Quốc phòng năm nay, đã thảo luận về thảm họa lũ lụt và hạn hán năm ngoái, công việc chính được thực hiện kể từ lần trước lũ lụt năm nay và những vấn đề tồn tại về kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán. Những vấn đề chính và gợi ý cho việc sắp xếp các công việc tiếp theo đã được báo cáo. Toàn văn đề cương báo cáo được đăng trên trang web của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm nay. Kinh Bình cho biết trong đề cương báo cáo rằng, năm ngoái có 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương đã bị lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt là 224,5 triệu hectare, 123,25 triệu hectare bị mất trắng, dân số bị ảnh hưởng là 200,26 triệu, 1.660 người chết, 1,53 triệu ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 166,2 tỷ nhân dân tệ. Trong số 1.660 người chết vì lũ lụt, 1.400 người chết do lũ cuốn, lở đất và lở núi, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hải Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên, An Huy, Giang Tây, Liêu Ninh và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Báo cáo chỉ ra rằng so với những năm bình thường, thiên tai lũ lụt năm ngoái có đặc điểm là diện tích bị ảnh hưởng rộng, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai lớn, thiệt hại kinh tế trực tiếp lớn và số người chết do thiên tai ít. Diện tích bị ảnh hưởng lũ lụt cả nước tăng thêm 5% so với bình thường, dân số bị ảnh hưởng lũ lụt tăng thêm 14%, thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng thêm 44%, số người chết giảm 47%, diện tích bị hạn hán vào mùa xuân năm ngoái lên tới 212 triệu hectare gần bằng mức trung bình nhiều năm, 8,37 triệu người và 6,37 triệu gia súc lớn phải chịu khó khăn tạm thời đến nước uống do hạn hán. Trong số đó, Vân Nam, Hải Nam, Ninh Hạ, Sơn Tây và các tỉnh khác bị hạn hán với diện tích 66,33 triệu hectare nhiều hơn 96% so với mức trung bình hàng năm là 33,8 triệu hectare. Theo thống kê, thiên tai lũ lụt và mưa lớn gần đây ở miền Nam đã gây ra một tổng cộng 27.832.200 người tại 7 tỉnh gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc, 101 người thiệt mạng, 26 người mất tích và 775.300 nạn nhân được khẩn trương di chuyển và tái định cư. Ngoài ra, mưa lũ kéo dài còn khiến 2.134,25 nghìn hecta cây trồng bị thiệt hại, trong đó mất trắng 350,85 nghìn hecta, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,689 tỷ NDT. Kể từ cuối tuần trước, lưu vực sông Hoài Hà ở Trung Quốc, phía đông Tứ Xuyên và phía nam Thiểm Tây tiếp tục có mưa to đến rất to, một số khu vực đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi, ngập úng, lở đất và sạt lở ở khu vực núi ở 7 tỉnh bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc.
từ hôm thứ Tư đến thứ Bảy, mưa lớn đã đổ xuống hầu hết các vùng của Giang Tô và An Huy. Dòng chính của sông Hoài Hà thường vượt quá mực nước cảnh báo. Hôm thứ Bảy, thiên tai lũ lụt ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây và Hà Nam đã dần ổn định. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại! Người dân đại lục hiện nay có tâm lý rất hoang mang trước những hiện tượng kỳ bí xuất hiện ngày càng dày đặc tại Trung Quốc. Họ sống từng ngày mà cứ thấp thỏm lo âu, chỉ biết cầu nguyện để tai qua nạn khỏi, sống sót vượt qua những đại kiếp nạn. Và dường như người dân đại lục không còn quá xa lạ với những dị tượng bất thường xuất hiện dày đặc hơn. Nhưng họ vẫn không thể giấu được những lo lắng về tương lai và những hiểm họa luôn rình rập cuộc sống của họ mỗi ngày. Thưa quý vị, một thông tin gây sốc sáng nay tại Trung Quốc khi mới đây những cơn sóng thủy quái trên sông Tiền Đường lại xuất hiện. Nhưng lần này, những cơn thủy triều xuất hiện với màu sắc đỏ như máu cùng hàng ngàn xác cá, tôm, sò nổi lềnh bềnh trên mặt sông, kèm theo những cơn sóng máu cao hàng trăm mét đánh vào bờ khiến hàng trăm người bị thương. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin sau. Dẫn lời SCMP đưa tin, vào lúc 9 giờ 15 phút sáng 2 ngày trước đó, hàng nghìn người dân đã đổ xô tập trung trên sông Tiền Đường ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc để chứng kiến những trận sóng thủy triều lớn bất ngờ. Nhưng khác với những lần trước đó là những đợt sóng thủy triều này có màu đỏ, tươi như máu, khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình sợ hãi. Trong video, chúng ta có thể thấy những cơn thủy triều ở sông Tiền Đường có chiều dài lên đến 145 km và chiều rộng là 110 km. Theo đó là những cơn sóng cao đến 18 mét lướt vào bờ với vận tốc 60 km/h, hàng tấn nước màu đỏ như máu xô vào bờ. Trong âm thanh ầm ĩ như tiếng sấm tạo nên cảnh tượng rùng rợn chưa từng có. Được biết, những cơn sóng máu cao đánh vào bờ cuốn hàng chục phương tiện mà người dân đậu trên bờ. Hàng trăm người dân tò mò đứng gần rào chắn sóng cũng bị sóng đánh bị thương. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã tiến hành giải tán đám đông, nhưng dường như cũng bất lực trước những dòng người hiếu kỳ này. Được biết, đây là lần thứ hai xảy ra hiện tượng thủy triều đỏ tại nước này. Cũng vào cùng ngày, người dân và khách du lịch gần bãi biển Đại Ma Sa thuộc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông được chứng kiến hiện tượng hiếm khi xảy ra là thủy triều đỏ này. Khu vực xảy ra hiện tượng là bãi biển gần resort Sheraton Đại Ma Sa. Đoạn nước thủy triều màu đỏ này dài hàng trăm mét và rộng khoảng chục mét. Nhiều người dân và khách du lịch khá ngỡ ngàng khi chứng kiến hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện gần bãi biển Đại Ma Sa. Người dân địa phương cho biết hiện tượng thủy triều đỏ rất hiếm khi xảy ra tại bãi biển Đại Ma Sa. Hiện tượng này vô cùng bất ngờ, khó có thể dự đoán được và nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn đối với con người và hoạt động nuôi trồng thủy hải sản. Được biết, thủy triều đỏ mang độc tố cản trở hô hấp và làm chết hàng loạt sinh vật biển như tôm, cá, sò, gây tổn hại nghiêm trọng đến sự sinh tồn của các sinh vật biển. Trước sự hoang mang và đưa ra nhiều lời đồn đoán của người dân thì chính quyền Bắc Kinh đã ngay lập tức trấn an người dân rằng ô nhiễm môi trường biển chính là nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát thủy triều đỏ này. Và có rất nhiều lý do cho hiện tượng thủy triều đỏ là hiện tượng tự nhiên, còn được biết đến với tên gọi là tảo nở hoa. Khi gặp điều kiện thuận lợi về nhiệt độ, môi trường, hướng gió thì một số loài tảo độc có sẵn trong nước biển sẽ phát triển rất nhanh, dẫn đến sự hình thành thủy triều đỏ và tùy loại tảo mà nước biển có thể mang màu đỏ, xanh lục, vàng hoặc là nâu. Kính thưa quý vị khán giả, tình hình mưa lũ tại các tỉnh thành của Trung Quốc nóng hổi nhất trong 24 giờ qua cho thấy thiên nhiên vẫn không ngừng giáng lên đầu người dân đại lục những đại thảm họa mới, bởi vì chính quyền ác đảng này được cho là vẫn hung hăng thách đấu trời đất. Khi mới đây họ tập lại điều quân ra Biển Đông với ý định xâm chiếm Trường Sa lớn của Việt Nam, ngoài ra còn tổ chức tập trận bắn đạn thật ở sát biên giới Ấn Độ nhằm dương oai phô trương thanh thế với các nước. Vâng, thưa quý vị, mặc cho đại họa có giáng xuống nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vô thần này vẫn cứng đầu, cứng cổ, không biết sợ là gì. Vào hôm thứ Ba vừa qua, vào lúc 13 giờ 20 phút theo giờ địa phương, một đoạn video được người dân tại tỉnh Sơn Đông ghi lại được một đám mây đen kéo tới, dần dần di chuyển xuống dưới mặt đất, hình thành một khối trụ dài có hình dạng như một cơn lốc xoáy. Khoảng 15 phút sau thì xuất hiện những tia sấm sét kinh hoàng, kèm theo những âm thanh nổ vang trời. Chỉ trong ít phút sau đó thì những tia sét này bất ngờ đánh vào các cột điện cao thế.
làm cháy một dãy phố đông dân cư sinh sống, làm cho người dân nơi đây hoảng loạn, phải tháo chạy khỏi nhà. Cũng theo khí tượng quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của cơn bão mới đang càn quét ở ngoài Biển Đông, tuy chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng các hoàn lưu gió bão đã gây mưa lớn trong những ngày gần đây, dự là sẽ đổ bộ vào Trung Quốc trong khoảng 8 giờ tới. Ngoài ra, mưa lớn nhiều ngày đã khiến mực nước các hồ chứa lớn nhỏ tăng từ 2 đến 3 mét. Cơ quan cứu trợ khẩn cấp Bắc Kinh phải tiến hành xả lũ khẩn cấp ở một số đập ở các địa phương. Trong video, chúng ta có thể thấy đập Giang Khẩu phải tích cực xả lũ với lưu lượng xả 32.000 mét khối trên giây, được ghi nhận là tồi tệ nhất trong lịch sử ở khu vực này. Cùng ngày hôm qua, cũng ghi nhận tại khu vực thuộc huyện Ninh Nam, tỉnh Tứ Xuyên và Quảng Tây của Trung Quốc đã xảy ra một trận lũ quét và sạt lở kinh hoàng do phải hứng chịu mưa lớn không dứt trong nhiều ngày. Ngoài ra, mưa lớn làm cho các lớp đất trở nên mềm hơn và gây sụt lún nghiêm trọng, tạo thành những mảng ổ voi ở nhiều đoạn đường khiến xe cộ không thể lưu thông. Quý thính giả thân mến, chưa đất nước nào lại được mẹ thiên nhiên ưu ái cho nhiều thảm họa thiên nhiên như tại đất nước tỷ dân này. Theo Bộ Khẩn cấp Cứu trợ Trung Quốc thống kê, tổng thiệt hại trực tiếp nền kinh tế của nước này là 20 tỷ đô la Mỹ, khoảng 600.000 căn nhà bị đổ sập, số người chết và mất tích lên đến 2.000 người. Đây cũng là lời cảnh báo đến nhà cầm quyền Trung Quốc vì từ bao đời nay họ luôn ấp ủ trong đầu những suy tính tàn ác. Phải thắng thiên thắng địa, bất chấp mọi thủ đoạn muốn thôn tính thế giới và làm bá chủ toàn cầu. Mưu hèn kế hiểm không ai bằng, nhưng Tập Cận Bình và bè phái của ông ta lợi dụng tình cảnh đáng thương của đất nước và những giọt nước mắt xót xa của người dân giả vờ là nạn nhân đáng thương, xin các nước ra tay cứu giúp. Trong khi đó thì có một thông tin mật được tiết lộ, Tập Cận Bình chưa bao giờ dốc lòng tìm biện pháp cứu chữa công dân hay khắc phục hậu quả của thiên tai, mà ông ta giờ đây chỉ lo cho giấc mộng Trung Hoa sớm thành hiện thực, ngay cả khi đất nước này đang bị thiên nhiên ra tay trừng phạt hết sức nặng nề. Kính thưa quý vị, một thông tin cũng liên quan cho thấy phía đông của biển Hoa Đông, thủy triều dâng cao hiếm có trong lịch sử Trung Quốc. Tại khu vực cao điểm ghi nhận mực nước dâng lên từ 8 đến 12 mét tại vùng biển thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, do ảnh hưởng của siêu bão số 2 đã khiến cơn sóng biển biến thành những cơn sóng thần cao đến hàng chục mét. Nhiều cư dân mạng bình luận khủng khiếp quá, Trung Hoa đại lục sắp bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới rồi. Hay là trời diệt Trung Cộng, thế giới sắp bình yên rất nhiều. Rất nhiều thế kỷ mà phản ứng của Trung Quốc đối với những con sông hung dữ, mùa mưa lũ là cố gắng kiềm chế dòng chảy bằng cách xây dựng đập đê và kênh rạch. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc có hồ sơ về các thảm họa tự nhiên từ cách đây 500 năm và hầu hết năm nào cũng có lũ lớn. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn vì quá trình đô thị hóa của Trung Quốc diễn ra quá nhanh với nhiều khu vực đồng bằng ngập lụt trước đây, giờ đã trở thành các khu dân cư và nhà máy. Vì vậy, chính phủ Trung Quốc đang cố gắng tìm ra cách thức mới ở rìa đông bắc của Trung Khánh. Xung quanh trung tâm triển lãm quốc tế mới khổng lồ ở quận Châu Lê được thiết kế như một thành phố xốp. Các thành phố của Trung Quốc bị ngập lụt, một phần là bởi vì phần lớn diện tích đã từng hấp thụ lượng mưa như đồng cỏ, rừng cây và hồ đều đã bị lát đá khiến nước mưa chảy thẳng vào hệ thống thoát nước. Nhưng các hệ thống này vốn đã lỗi thời và được xây dựng kém nên không thể đảm đương nổi nhiệm vụ. Sáng kiến thành phố xốp được đưa vào năm 2015 là một nỗ lực để đảo ngược tình hình hấp thụ lượng mưa lớn rồi thải từ từ xuống sông và các hồ chứa, sử dụng các đặc điểm kiểu như các khu vực trên sân thượng, các công viên đất ẩm, vỉa hè thấm nước và các bể chứa ngầm. Kế hoạch đặt ra mục tiêu hấp thụ hoặc tái sử dụng 70% lượng nước mưa rơi xuống 4/5 diện tích đất đô thị của Trung Quốc. Chúng ta cần trả lại không gian cho nước, chúng ta nên coi nước như một nguồn tài nguyên quý giá chứ không phải là kẻ thù. Bloomberg dẫn lời ông Zhu Koyan, giáo sư về kiến trúc cảnh quan tại Đại học Bắc Kinh. Zhu Lai là một trong những nơi thí điểm được Trung ương phê duyệt. Công viên, trung tâm triển lãm được đặt thấp hơn mặt đất xung quanh nhằm thu gom nước mưa được lọc qua các lớp thực vật thủy sinh. Mưa rơi trên các mái nhà được chuyển hướng sang các công viên gần đó, vỉa hè được làm bằng vật liệu thấm nước. Khi Lưu và nhiều người khác ở phố cổ đang dọn dẹp cửa hàng đầy bùn đất của mình, thì ở Chue Lai bên sông Jilin hầu như không có dấu vết ngập lụt. Giữa những bãi cỏ và những con đường mới trải nhựa, công nhân đang làm nốt phần việc cuối cùng cho các tòa nhà mà sẽ là một phần của khu vực thương mại mới. Trên mái của các nhà hàng và cửa hiệu phía sau các phòng triển lãm,
ba người lao động đang cắt cỏ trên vườn sân thượng được thiết kế để hứng mưa. Đó có vẻ là một dấu hiệu tích cực cho Trùng Khánh, thành phố được xây dựng giữa những ngọn núi, nơi hai con sông lớn Gia Lăng và Dương Tử gặp nhau và tốn kém rất nhiều tiền của để ngăn lũ. Trùng Khánh tọa lạc trên đỉnh hồ chứa dài 600 km, được tạo thành bởi đập Tam Hiệp hoàn thành vào năm 2016. Dự án thủy điện này tạo ra 22,5 GW điện, nhưng vai trò chính của nó là điều tiết lũ lụt hàng năm của sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp được thiết kế để có thể chống lại trận lũ tồi tệ nhất trong 10.000 năm, bảo vệ các khu vực ở hạ lưu như thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, trong vòng một thập niên sau khi đập nước xây dựng xong, Vũ Hán lên một lần nữa bị ngập lụt do sông Dương Tử vỡ bờ. Xuôi theo dòng sông Dương Tử, Vũ Hán từng được mệnh danh ở thành phố của trăm hồ có thể hấp thụ lượng nước lụt hàng năm của con sông dài nhất châu Á. Nhưng trong khoảng 30 năm qua, khoảng 3/4 những hồ này đã bị lấp đầy để xây dựng. Trung Quốc đã mất hầu hết các vùng đất ẩm tự nhiên dọc theo sông Dương Tử, vì vậy không còn nơi nào để nước chảy vào nữa. Bloomberg trích dẫn phân tích của Jennifer Turner, giám đốc diễn đàn môi trường Trung Quốc tại trung tâm Wilson có trụ sở tại Washington. Năm nay, Vũ Hán, nơi bùng phát đầu tiên đại dịch COVID-19 lại bị lũ lụt tấn công. Các con đập có thể hữu ích cho việc kiểm soát lũ lụt trong những năm bình thường, chứ không phải những năm như năm nay. Darren Maggi, giáo sư nghiên cứu về môi trường tại trường cao đẳng Hopa và William Smith ở New York nhận định, đập Tam Hiệp có thể chứa nhiều nước, nhưng không thể nào tiếp cận toàn bộ dòng sông Dương Tử. Chính quyền và đơn vị vận hành đập khẳng định tình trạng lũ lụt ở hạ lưu sẽ tồi tệ hơn nếu không có con đập thủy điện này, bởi lượng nước thoát ra từ hồ chứa ít hơn lượng nước chảy vào. Khi mưa lũ quét qua miền Nam Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2022, Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia cam kết chỉ chi 1,29 nghìn tỷ nhân dân tệ, khoảng 184,3 tỷ đô la Mỹ cho 150 dự án nước lớn trong những năm tới, ý nói xây thêm nhiều đập, hồ chứa và đê kè. Hiện tại, bờ sông Dương Tử cùng các dòng phụ lưu của nó có ước tính khoảng 34.000 km đê, hơn cả chiều dài của Vạn Lý Trường Thành, vì chính sách này cứu sống nhiều người. Lũ lụt vẫn là vấn đề tự nhiên khiến các nhà chức trách Trung Quốc đau đầu nhất. Và chiều tối ngày hôm qua, bão số 2 với sức gió khủng khiếp lên đến 290 km/h đã áp sát và uy hiếp trực tiếp các thành phố Thanh Đào, làm cho nơi này trở thành ngày tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay. Bão tấn công bồi thêm vòi rồng di chuyển qua đã làm cho nhiều người bị cuốn bay theo gió. Hàng trăm mái nhà, tường bao bị gió thổi bay, cây cối ngã đổ. Hàng chục tàu thuyền đang neo đậu tại cảng này cũng bị sóng to, gió lớn đánh chìm, cùng bị ảnh hưởng trực tiếp tại các vùng ven biển của tỉnh Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang và toàn bộ khu vực phía đông Trung Quốc cũng ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, đặc biệt tại các thành phố Thanh Đảo, Hàng Châu, Nam Kinh và Tế Nam đã hứng chịu cơn bão gây ra những trận mưa rất lớn, khiến toàn bộ khu vực bị ngập lụt và đã nhấn chìm các thành phố trong biển nước. Với sức gió khủng khiếp 290 km/h đã thổi bay cây cối, nhà cửa sập đổ ngổn ngang, xe cộ bị dòng nước lũ cuốn trôi lềnh bềnh. Do sức gió quá mạnh đã làm cho đứt dây điện trong thành phố, gây nên tình trạng mất điện trên diện rộng. Còn tại một số khu vực khác như thành phố Lâm Nghi, đến nay tình trạng mất điện vẫn chưa được khắc phục, khiến người dân phải sống trong bóng tối. Với những ngày mưa bão đang ở đỉnh điểm, nhiều người dân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội cầu cứu xin tiếp tế lương thực để chống đói vì họ không thể nấu ăn và không đi ra ngoài được. Riêng tại thành phố Thanh Đảo, nơi tiếp giáp với biển, đã khiến nhiều tòa nhà trong thành phố bị sập móng và đổ sập ngổn ngang. Hiện nay, lực lượng cứu hộ không thể đi đến nơi hiện trường để cứu giúp người dân vì sức gió đang rất khủng khiếp, có thể cuốn bay các phương tiện và những chiếc ô tô. Cơn bão đổ bộ, nhưng những gì nó gây ra là quá khủng khiếp và tàn khốc. Theo thông tin có được từ người dân đối với cơ quan ứng phó khẩn cấp Trung Quốc, cơn bão đã cướp đi gần 2.000 người và khiến khoảng 3.200 người khác bị thương nặng hoặc mất tích. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, hiện nay có khoảng 1.000 chuyến bay lớn vào ngày hôm nay và tất cả đã bị hủy cho đến khi có thông báo mới. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã chỉ ra rằng, tính đến sáng ngày hôm nay, tâm bão số 2 đang nằm tại khu vực ven biển tỉnh Sơn Đông, chỉ khoảng 80 km về phía đông nam. Sức gió kinh hoàng gần tâm bão lên 68 m trên giây. Những ngày qua, Trung Quốc đã xảy ra những thảm họa của thiên tai như bão, lũ, mưa đá và núi lửa phun trào. Đến nay, bão số 2 vẫn đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung Quốc đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp từ 20 giờ tối ngày hôm trước đến sáng ngày hôm qua ở phía Bắc Chiết Giang, Thanh Đảo, phía Nam Giang Tô, phía Nam An Huy sẽ có sức gió lên đến 150 km/h và trời sẽ có lượng mưa to đến rất to. Theo thống kê của mạng lưới khí tượng Trung Quốc cho hay, tính đến sáng ngày hôm qua, tỉnh Giang Tô và Thanh Đảo đã phát đi lời cảnh báo lần lượt là 229 và 296. Hiện nay, cơ quan khí tượng tỉnh Chiết Giang cũng đã điều chỉnh cảnh báo thảm họa khí tượng lớn từ cấp 2 lên cấp 1, cấp cao nhất tại mức thang cảnh báo tại Trung Quốc. Trên thực tế, vào cùng ngày, một số khu vực Tô Châu, Giang Đông, Thanh Đảo và phía Đông Nam Giang Tô đã chịu ảnh hưởng cơn bão với sức gió rất mạnh, gây ra mưa lớn và ngập úng nhiều nơi. Tại thành phố Hàng Châu, Ninh Ba liên tiếp có mưa rất lớn, trong đó tại thôn Đông Sơn, thị trấn Tiến Hòa, thành phố Hàng Châu có lượng mưa tích lũy vượt quá 300mm trong 12 giờ. Nhiều thôn trong khu vực đã bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nơi ở thành phố Ninh Ba cũng gặp phải tình trạng tương tự. Mặc dù chưa có con số thống kê chính xác, nhưng với con số thiệt hại được người dân báo cáo là quá khủng khiếp. Vì trong tình trạng mưa bão vẫn đang diễn ra như hiện nay và còn tiếp tục trong những ngày tới thì chưa thể nói trước được điều gì. Đến nay, các thành phố tại các tỉnh phía Đông đã đưa ra cảnh báo màu đỏ về mưa bão. Trong số đó, thành phố Thanh Đảo và Nam Kinh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đường phố giống như một vùng biển mênh mông, nhiều ô tô trôi nổi trên đường phố. Ngoài ra, cơn bão số 2 dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền ở các tỉnh duyên hải miền Trung Trung Quốc vào đêm nay và sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất ở vùng Đông Bắc. Cũng vào sáng nay, thì tờ báo địa phương vừa truyền tải một bản tin hết sức đặc biệt. Đó là do ảnh hưởng cơn bão số 2, gió đã cuốn bay một trụ sở ủy ban tại thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, khiến toàn bộ cơ sở vật chất trong tòa nhà 5 tầng bị đổ nát. Sau đó, cơn gió lại lật bay tứ tung mọi thứ trong tòa nhà. Đến nay, các nhà chức trách tại địa phương này chưa đưa ra những lời bình luận hay thắc mắc nào. Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 2 cũng đã gây ra mưa lớn tại các thành phố Ninh Ba, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đều trong tình trạng tương tự và gây ra mưa lũ. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các khu vực thành phố giáp biển thì lượng nước ngọt tại đây đã có hiện tượng xâm nhập mặn và nguồn nước này đã khiến cho người dân không thể sử dụng được. Cũng vào sáng ngày hôm nay, các giới chức địa phương và sân bay Thanh Đảo đã ra thông báo hủy tất cả các chuyến bay ra vào Hàng Châu. Giới chức chính quyền và cơ quan khí tượng Trung Quốc dự kiến cơn bão số 2 sẽ tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền và tỉnh Hà Nam, sau đó sẽ hướng về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km/h. Trong khi đó, theo báo cáo của sân bay quốc tế Tiêu Sơn tại Hàng Châu, còn vào ngày hôm qua do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều hãng hàng không lớn đã liên tiếp phải cho ngưng toàn bộ các chuyến bay ra vào sân bay Hàng Châu và các khu vực lân cận. Trong bối cảnh thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hà Nam nằm ở miền Trung Trung Quốc vẫn đang phải gánh chịu những trận mưa lũ trong những ngày vừa qua và được xem là mức kỷ lục trong nhiều thập niên qua. Trận mưa đã khiến cho hàng nghìn người thương vong và mất tích. Mọi thứ tại thành phố này chưa được khắc phục thì cơn bão số 2 lại ập đến. Không biết thiên nhiên gửi đến lời nhắn nhủ gì tới chính quyền Bắc Kinh qua những trận mưa bão khủng khiếp này. Đợt mưa lũ được nhận định nghìn năm có một ở Vĩnh Châu, tỉnh Hà Nam đã ảnh hưởng tới hơn 31,8 triệu người và thiệt hại kinh tế lên khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, một số tiền không hề nhỏ. Theo truyền thông Trung Quốc, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 tại bán đảo Sơn Đông và những nơi khác sẽ có mưa to đến rất to, Thanh Đảo, Triều Viễn, Lai Tây, Yên Đài và một số nơi đã phát tín hiệu cảnh báo màu đỏ đối với mưa bão. Hầu hết các danh lam thắng cảnh tạm thời phải đóng cửa, trường học phải tạm nghỉ, giao thông đường bộ gần như tê liệt, nhiều chuyến tàu bị hoãn hoặc tạm dừng. Đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy toàn bộ Thanh Đảo đã trở thành một đại dương bao la. Cư dân quận Nguyên Trang ở Thanh Đảo phải phá tường để xả nước, thậm chí sân bay Thanh Đảo cũng thành nơi cắm biển khi nước tích tụ khoảng 50cm. Trong khi Thanh Đảo bị ngập lụt thì truyền thông của chính quyền Trung Quốc đã làm một video chế nhạo hệ thống cống rãnh do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm khiến cư dân mạng phàn nàn. Thật là nực cười, đất nước hùng mạnh như vậy lại đi hy vọng vào hệ thống thoát nước do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm rằng sẽ không bị ngập lụt. Trước trận lụt thứ 3 đổ bộ trên sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đã tiếp tục xả lũ giảm ở mức 37% để đảm bảo đủ sức chứa và giữ an toàn cho vùng trung lưu hạ lưu của con sông. Vùng thượng lưu sông Trường Giang đang hứng chịu trận lũ thứ 3 trong năm nay do mực nước sông dâng cao khiến lượng nước đổ dồn về đập Tam Hiệp đạt mức kỷ lục. Con đập nổi tiếng thế giới cũng phải đêm ngày để mà việc xả lũ có thể giữ mực nước quan sát thủy văn lớn ở hạ lưu trong phạm vi an toàn. Gao Yule, kỹ sư cấp cao của đập Tam Hiệp đã nói với SCMP
và cho biết thêm, việc xả lũ cũng có thể giảm bớt lũ lụt và giảm bớt áp lực đối với vùng trung lưu, hạ lưu của sông Trường Giang. Cho đến nay, mưa bão đã gây ra thiệt hại kinh tế lên tới 5,8 tỷ nhân dân tệ ở tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Đạt Châu, tỉnh Thái Xuyên, đã ban hành cảnh báo mưa bão mức cao nhất vào ngày hôm trước. Do hai con sông lớn chảy qua khu vực có thể gây ra lũ quét và lũ lụt, khu vực phía Tây Nam Bắc Kinh và trung tâm Hà Bắc đã hứng chịu những trận mưa như trút nước với lượng mưa lên đến 380mm, đồng thời xảy ra dông bão và gió mạnh. Riêng tại thủ đô Bắc Kinh, lượng mưa đo được 477,6mm vào trưa ngày hôm trước khiến hơn 700 chuyến bay bị hủy và sinh viên học sinh cũng phải ở nhà. Bắc Kinh nhiều lần phải phát cảnh báo mưa bão, lũ lụt và gió lớn cho cư dân địa phương. Từ chiều 2 ngày trước đó, các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học bị tạm dừng hoạt động. Và ngày hôm qua, chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng đề nghị nhân viên các công ty nên làm việc tại nhà. Bắc Kinh còn đóng cửa nhiều địa điểm du lịch, ban hành cảnh báo khẩn cấp về lượng mưa lớn nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác đến tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hà Bắc và Bắc Kinh để hỗ trợ chính quyền địa phương đối phó với lũ lụt. Theo hãng tin Phương Đông, khi tình hình mưa lớn tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, từ nay đến cuối tháng 3, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều trận mưa to đến rất to và nhiều khả năng sạt lở, lũ quét, vòi rồng, động đất, sóng thần sẽ còn xuất hiện ở nhiều nơi. Tờ báo Phương Đông cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý Giao thông Đô thị của Bắc Kinh đã kích hoạt kế hoạch phản ứng khẩn cấp, cử nhân viên đến nạo vét một số hố thoát nước ở tất cả các tỉnh và thành phố. Mưa lớn còn tấn công nhiều thành phố khác giữa Hà Bắc, Giang Đông và làm cho các tỉnh thành này bị ngập chìm trong biển nước lũ. Tại Bắc Kinh, các nhà chức trách khuyên người dân nên ở trong nhà và tránh trú ở nơi cao bởi vì quảng trường Thiên An Môn hiện tại đã bị nước ngập tới 2 mét. Nhiều căn nhà cao tầng cũng đã bị ngập tới nóc và khuyến cáo người dân hãy hết sức cẩn trọng. Quý vị thân mến, dưới tác động của nước lũ, sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc và thứ ba thế giới, là sông Gia Lăng, khu vực đô thị chính của Trùng Khánh đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Ngay ở Thống Thang, cách quảng trường Thiên An Môn của thành phố Trùng Khánh vài km, mực nước ở đây đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1939, tức sau gần 100 năm. Giờ đây, người dân Trung Quốc mới chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Rất nhiều người dân phải thốt lên rằng cả đời họ chưa bao giờ chứng kiến lũ lụt khủng khiếp đến như vậy. Đây chính là vận đen lịch sử của người dân Trung Quốc. Nhiều người khác lại cho rằng ông trời đang trừng phạt Trung Quốc, không biết chính quyền Trung Quốc đã gieo rắc những tội ác gì mà ông trời lại ngày đêm trút hàng triệu tấn nước đến như vậy. Thiên tai khủng khiếp đến như thế, nhưng cách ứng phó của chính quyền khiến dân chúng vô cùng căm phẫn. Ông Hoàng, một người dân địa phương kể lại rằng khi thiên tai mới phát sinh, truyền thông nhà nước của Hoa Lục có báo cáo một chút mọi người cũng liên tục quan tâm. Bây giờ chỉ cần không phải là nạn nhân hoặc người thân từng trải qua thiên tai, về cơ bản khó có thể hiểu được tình hình cụ thể của thảm họa. Ông có thể nói, ngăn chặn lan truyền tin tức ra bên ngoài, chính quyền địa phương để lấy cớ duy trì ổn định, chỉ làm việc với từng nạn nhân cụ thể. Rất khó để biết số tiền bồi thường cụ thể hoặc tình trạng tái định cư, ngoại trừ các nạn nhân hoặc người thân của họ. Khi ông đăng tình hình thực tế lên Internet, nhiều nội dung trên WeChat trong Weibo đều bị chặn. Nhiều thành phố rùng mình do trận động đất tại Trung Quốc, nhiều tòa nhà ở tận Bắc Kinh, Thượng Hải cũng bị sụp đổ trong tích tắc. Theo cơ quan đo địa chất của Trung Quốc, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở phía tây nam của Trung Quốc. Các báo cáo cho thấy trận động đất này đã ảnh hưởng rất xấu đến người dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Cảm nhận được trận động đất, phóng viên của Tân Hoa Xã tại thành đô Trùng Khánh cũng đã thông báo về trận động đất lớn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút theo chiều từ Bắc vào Nam 5 ngày trước đó. Tâm chấn cách thành đô 9,2 km về phía Tây Bắc, hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại sau trận động đất trên. Chúng tôi thấy sự rung chuyển liên tục trong 2-3 phút, tất cả mọi người trong văn phòng đều vội vã lao xuống cầu thang. Chúng tôi vẫn khá sợ hãi, một nhân viên văn phòng tại thành đô của thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên cho biết. Tại một quận sầm uất ở Bắc Kinh, rất nhiều người đã vội vàng chạy ra khỏi các tòa nhà, hệ thống tàu điện ngầm đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Mọi người la hét, ra sân ngay, ra ngay. Tất cả chúng tôi nhanh chóng ra khỏi phòng ký túc xá, một sinh viên đại học tại Trùng Khánh nói. Theo nguồn tin, chưa có ảnh hưởng lập tức nào tới dự án của đập Tam Hiệp. Cách thành đô không xa, chỉ vài km, một phát ngôn viên cơ quan động đất của Trung Quốc nói, đơn vị này vẫn đang kiểm tra tâm chấn và cường độ trận động đất trên. Cục Địa chấn học của Trung Quốc khẳng định rằng động đất xảy ra huyện Vân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên với dân số 111.800 người,
huyện Vân Xuyên nằm ở phía đông châu tự trị A3, cách thành đô 146 km về phía tây bắc. Trong những ngày gần đây, động đất thường xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc. Tỉnh Tân Cương đã xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ Richter. Huyện Măng Xuyên, châu tự trị dân tộc Tạ, dân tộc Hương A Bá và cách thành đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên khoảng 90 km về phía tây tây bắc. Trận động đất này xảy ra vào lúc 6 giờ 28 phút chiều ngày thứ bảy tuần trước. Cơn địa chấn có cường độ 7,8 độ Richter theo Ủy ban Địa chấn Nhà nước của Trung Quốc. Còn theo cuộc khảo sát địa chất Hoa Kỳ, trận động đất này đã tác động đến nhiều khu vực cách xa tâm chấn như là Bắc Kinh, cách 1.500 km về phía đông bắc, Thượng Hải cách 1.700 km về phía đông. Đây là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, làm chết hơn 250.000 người. Và đây được xem là ngày kỳ diệu khi các nhân viên cứu hộ chỉ cứu sống được duy nhất 73 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Vì sau 100 giờ, cơ hội sống sót là rất hiếm. Sau trận động đất, chính phủ Trung Quốc đã quốc tang 3 ngày để tưởng niệm vong hồn những nạn nhân của trận động đất. Các nhân viên khi đi làm chỉ việc mặc hai màu trắng và đen, nam thì thắt cà vạt đen. Các hoạt động vui chơi giải trí bị cấm hoàn toàn. Các logo, các đài truyền hình trực thuộc của Trung Quốc chỉ có hai màu đen và trắng. Nhiều bà mẹ đã sinh trong và sau động đất đã đặt cho con những cái tên như Lý Trắng, Sinh Trắng và Trường Trinh. Thưa quý vị, tưởng chừng sau những ngày mưa lũ hoành hành, người dân ở các tỉnh tại Trung Quốc có thể ra ngoài trời để hít thở không khí, ngắm nhìn cây cối và bầu trời. Tuy nhiên, các thảm họa dường như chưa từ bỏ và luôn rình rập bám víu lấy người dân của đất nước Trung Quốc bằng mọi giá, trừng phạt khỏi bởi tai ương lạnh lùng. Sáng hôm qua, một đoạn clip của người dân quay lại một cảnh tượng kinh hoàng bất ngờ xảy ra trên một đoạn đường trung tâm thành phố Lục An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khi một hố tử thần bất ngờ xuất hiện sụp xuống và đã nuốt chửng khoảng 50 chiếc xe ô tô tại hiện trường. Những nguồn tin từ một giới chức địa phương xác nhận rằng vụ việc hy hữu xảy ra vào rạng sáng nay. Trích dẫn hình ảnh video camera an ninh được đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV chiếu lại cho thấy một hố sâu khoảng 200m² có diện tích bằng mặt đường và khu nhà cao tầng xung quanh ven đường trên đại lộ Cao Vĩnh thuộc thành phố Lục An bất ngờ sụp xuống. Một tiếng vang chua chát được tạo ra khiến ai nấy cảm thấy rùng mình, với một khuôn khổ rất rộng và sâu đã nuốt chửng 3 tòa nhà cao tầng. Với hơn 100 chiếc ô tô đang đậu trên đường cùng nhiều cây cối, cột đèn đồng loạt rơi xuống hố tử thần. Theo người dân địa phương cho biết, trong 3 tòa nhà bị hố sâu nuốt chửng thì 2 tòa nhà không có người sinh sống. Một tòa nhà còn lại là nhà khách của thành ủy thành phố Lục An dành cho các lãnh đạo trong tỉnh Sơn Đông dừng chân nghỉ ngơi khi đi công tác hội họp. Được biết, lúc xảy ra thảm họa, trong tòa nhà này có khoảng 50 người, cả khách trọ lẫn nhân viên phục vụ bên trong. Nhưng đến sáng nay, giới chức địa phương vẫn chưa xác nhận danh tính, cũng như không cung cấp bất cứ thông tin cụ thể nào về con số thương vong trong tòa nhà nêu trên. Họ chỉ cho biết khoảng chừng một cách chung chung. Theo lời của người dân địa phương thì các nạn nhân đa số là quan chức của nhà nước nên các thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc được chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Được biết, thành phố Lục An với dân số 6,7 triệu người là một thành phố nằm ở phía tây của tỉnh An Huy, Trung Quốc. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ và may mắn cho các tài xế và người dân trong khu vực rằng khi nó ập xuống vào lúc rạng sáng không có người qua lại. Nhận được thông tin khủng khiếp này thì sáng sớm hôm nay, tại hiện trường xảy ra thảm họa đã có rất nhiều phóng viên báo chí tới đây chụp hình và lấy thông tin. Có được hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy miệng hố tử thần rất rộng, khoảng 200m², nằm trên đại lộ Cao Vĩnh ở thành phố Lục An, tỉnh Sơn Đông. Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ vẫn cố gắng trục vớt những chiếc ô tô rời hố sâu. Qua hình ảnh tại hiện trường chứng minh cho thấy, sức tàn phá của thiên nhiên thật đáng sợ và khó lường. Nó bất chợt đến và để lại một hậu quả thật kinh hãi. Theo các nhà địa chất cho hay, nguyên nhân ban đầu được cho là trời mưa kéo dài đã khiến phần đất đá ở dưới bề mặt hóa lỏng do ngập nước mưa nhiều ngày gây ra xói mòn phần đất trụ cộng với sức nặng từ đoạn đường bê tông và các tòa nhà trên. Nó đã khiến chúng bị lún sâu rồi sụp xuống, tạo ra một diện tích rộng như vậy. Nhà chức trách địa phương cho biết, mặc dù lực lượng cứu hộ đã được gửi đến hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra để tìm kiếm nạn nhân, nhưng do khối lượng đất bùn và phần bê tông gạch từ các tòa nhà rất nhiều, gây ra nhiều khó khăn cho việc giải cứu và tìm kiếm nạn nhân lúc này. Quá trình địa chất diễn ra thật khủng khiếp, ước tính có rất nhiều nạn nhân bị hút vào lòng đất. Thậm chí, những người xấu số này đã cố gắng bơi trong đống bùn nhão, nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì họ càng bị chìm nhanh và sâu hơn bấy nhiêu.
Thật quá khủng khiếp, một cảnh tượng kỳ dị nhất mà tôi từng chứng kiến. Bên cạnh đó thì người xem có thể nghe thấy tiếng la hét trong đoạn video, trong khi đó mặt đất dưới chân họ vỡ thành từng mảng và bụi trắng không ngừng bốc lên. Trước những tranh luận sôi nổi của cư dân mạng thì các nhà nghiên cứu đưa ra câu trả lời, hiện tượng này là do quá trình hóa lỏng mặt đất, chúng xảy ra sau những trận động đất kết hợp với những ngày mưa to, khiến các tầng đất bị tác động bởi lượng lớn tới mức chuẩn bị vỡ ra, hòa cùng với nước và tạo thành lớp đất mềm như bùn lỏng. Được biết, tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa kép động đất mưa bão ở tỉnh này, mặt đất giờ đây nhìn giống như chất lỏng. Giới chuyên gia gọi đây là hiện tượng hóa lỏng xảy ra khi đất bị bão hòa bởi nước và chịu sức ép trên chuyển động đột ngột như rung chấn từ động đất. Theo giải thích, từ nền đất lúc này mất đi sức chịu lực và độ cứng thể hiện đặc tính giống như nước. Hiện tượng đất hóa bùn nhão có thể gây nguy hiểm trong những trận động đất. Xe hơi, mặt đường và thậm chí là các tòa nhà có thể bị hút xuống dưới lớp đất nền. Thật đáng sợ, một người dùng Twitter viết khi nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ và những ai xa chân vào đây sẽ không có cơ hội sống sót. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa lý Trung Quốc xác nhận số người chết trong thảm họa kinh hoàng lần này lên đến hơn 1.400 người và dự kiến tiếp tục tăng khi nhiều người vẫn đang báo cáo những thân nhân của mình còn đang mất tích, theo Daily Mail. Cũng liên quan đến trận động đất thì tại tỉnh Thanh Hải gần đây ghi nhận xuất hiện nhiều trận động đất rất mạnh từ 6,9 đến 7,8 độ Richter, cùng với đó là hàng loạt những thiên tai cực đoan khác như mưa đá, lũ lụt. Liên quan đến thảm họa này thì một đoạn video khác đã ghi lại cảnh ô tô bị hất tung lên mái nhà. Nhà tôi bị cuốn đi cách xa vài mét nhưng còn nhà hàng xóm của tôi thậm chí còn nằm chồng lên mái nhà nhau. Giao Liên, 31 tuổi, nói tại nơi xảy ra vụ đất hóa bùn. Cũng trong hồi đầu tháng vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc cũng hứng chịu những trận động đất mạnh cấp 7 và cũng gây nên hiện tượng hóa lỏng đất trên diện rộng. Biến nhiều nơi tại khu vực này thành những nơi nham nhở, lồi lõm với nhà cửa, đồ vật bị nuốt chửng nửa chừng. Trong những ngày qua, bão cát đã xảy ra tại khu vực Tây Bắc Trung Quốc gồm khu tự trị Tân Cương, khu tự trị Nội Mông, tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải. Trong khi mưa lớn gây lở đất và lũ lụt tại khu tự trị Tây Tạng và tỉnh Hồ Nam, thiên tai đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân và sản xuất nông nghiệp. Tại Tân Cương, bão cát với sức gió 36 m/s đã làm cho 3 người chết và 1 người mất tích. Nhiều diện tích đất nông nghiệp và vườn nho, nguồn thu nhập chính của người dân tăng cường đã bị bão cát tàn phá, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 550 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Bão cát cũng ảnh hưởng tới công tác cứu hộ và đời sống người dân vùng bị động đất ở Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Hàng trăm nhân viên cứu hộ bị ùn tắc tại sân bay thành phố Tây Ninh do bão cát, trong khi Ngọc Thụ lại bị mưa tuyết. Tại Cam Túc thì bão cát làm sập 574 ngôi nhà và hư hỏng nặng 812 nhà khác, tầm nhìn tại nhiều khu vực chỉ còn 50 m. Trận bão cát cuối tuần qua đã ảnh hưởng tới sinh hoạt của 6,7 triệu người dân và tàn phá khoảng 135 triệu hecta đất ở Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc và Nội Mông. Trong khi đó, các trận mưa lớn kéo dài ở Thanh Hải đã gây lở đất và trượt bùn, làm tắc nghẽn giao thông và cắt đứt thông tin liên lạc tại một số nơi. Tại tỉnh Hồ Nam, mưa lớn gây lũ lụt trên sông Tương Giang làm cho một số người chết và gây đảo lộn cuộc sống của gần 1 triệu người. Nước sông đã tràn vào 304 thị trấn của 27 huyện trong tỉnh, đã khiến cho 4.600 ngôi nhà bị sập và gần 400.000 hecta hoa màu bị ngập nước. Thiệt hại kinh tế sau mưa lũ gây ra ước tính khoảng 446 triệu nhân dân tệ. Khủng hoảng điện ở Đông Bắc Trung Quốc trước mùa đông. Các nhà phân tích và thương mại ước tính mức sụt giảm 12% trong tiêu thụ điện công nghiệp vào quý tư do tình trạng khan hiếm than được dự báo trong mùa đông. Tại tỉnh Liêu Ninh, nền kinh tế lớn nhất trong vành đai dì xét của Trung Quốc gồm 3 tỉnh Hắc Long, Giang Cát Long và Liêu Ninh. Vào thứ Bảy vừa qua, chính quyền đã phát đi cảnh báo cấp 2 lần thứ 5 trong vòng 2 tuần về tình trạng thiếu điện. Lưu ý rằng mức thiếu hụt điện có thể lên tới gần 5 GW. Bất chấp nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm tăng cường nguồn cung than và quản lý lượng sử dụng điện, Liêu Ninh đã chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng cắt điện diễn ra từ giữa tháng. Cảnh báo mức 2 được hiểu là mức thiếu hụt điện năng khoảng 10-20% so với tổng nhu cầu về điện. Sự phục hồi các hoạt động kinh tế trên toàn cầu khi các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 được dỡ bỏ dần đã bộc lộ tình trạng thiếu nhiên liệu phát điện ở Trung Quốc và nhiều nước, khiến nhiều ngành công nghiệp và chính quyền xáo trộn khi miền Bắc Trung Quốc bước vào mùa đông lạnh giá. Lượng thiếu điện lớn nhất có thể đạt 4,74 GW.
hôm thứ Hai đầu tuần này, một văn bản của cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh cho biết, đồng thời thông báo lệnh cắt giảm sử dụng điện được áp dụng từ 6 giờ sáng ngày thứ Hai theo giờ địa phương. Tỉnh Liêu Ninh đã phát động mức 2 liên tiếp trong 3 ngày vừa qua, khi lượng điện thiếu hàng ngày đạt 5,4 GW, hàng trăm nghìn hộ gia đình mất điện và các nhà máy phải ngừng sản xuất. Sự sụt giảm sản lượng của các nhà máy điện là hệ quả của nguồn cung thiếu hụt và giá than khoáng sản dùng để sản xuất hơn 70% lượng điện trong khu vực tăng cao. Các trang trại điện gió cũng hoạt động kém hơn do sức gió giảm. Theo truyền thông địa phương, điện gió đóng góp khoảng 8,2% sản lượng điện của Liêu Ninh năm 2023 do thiên tai góp lửa cho khủng hoảng thiếu than. Cuộc khủng hoảng năng lượng dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện ở một số nước đã làm nổi rõ những khó khăn trong việc giảm phụ thuộc của nền kinh tế toàn cầu với nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh các lãnh đạo thế giới khôi phục nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hành Chính nêu trong tuyên bố chung với Liên minh châu Âu-EU vừa qua rằng nước này sẽ quản lý chặt chẽ các dự án điện than và hạn chế nghiêm ngặt sự gia tăng tiêu thụ than đá trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14, từ năm 2021 đến năm 2025. Các nhà phân tích của INC lưu ý rằng Trung Quốc đang đưa ra các biện pháp để làm dịu thị trường than quốc nội thông qua việc thúc đẩy các mỏ địa phương tăng sản lượng. Tỉnh Sơn Tây và khu tự trị Nội Mông, hai vùng sản xuất than lớn nhất Trung Quốc đã yêu cầu hơn 200 mỏ ở địa phương mở rộng năng suất và ưu tiên cung cấp than cho các nhà máy điện ở vùng Đông Bắc, bao gồm Liêu Ninh. Tuy nhiên, khoảng 60 mỏ than ở tỉnh Sơn Tây đã phải đóng cửa, một số tuyến đường sắt bị gián đoạn do mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền Sơn Tây không tiết lộ số mỏ than này chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong sản lượng than. Trong khi đó, giá than cao tiếp tục gây áp lực cho các công ty. Các nhà phân tích của City cho biết hơn 70% nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc đang thua lỗ vì chi phí tăng cao. Một báo cáo của Fox News cho biết cắt giảm điện ở Trung Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng kinh tế và thêm gánh nặng tăng trưởng GDP của năm 2022. Những rủi ro với dự báo GDP có thể lớn hơn khi gián đoạn với chuỗi cung ứng và sản xuất tiếp diễn. Ủy ban Phát triển Cải cách Nhà nước, cơ quan hoạch định của Trung Quốc cho biết đã thúc giục các công ty năng lượng tăng cường dự trữ than. Bắc Kinh sẽ đưa ra thông tin mới về thuế đối với nhiệt điện than trong những ngày tới. Hồi tuần trước, Trung Quốc nói sẽ cho phép giá nhiệt điện than dao động từ 20% so với mức sàn, thay vì từ 10 đến 15% như trước đó. Vận đen vẫn đang bủa vây răng lối chính quyền họ Tập và Bắc Kinh. Khi vào sáng sớm hôm nay, nước này phải đón nhận một tin cực xấu khi mây đen, lốc xoáy, bão tố mịt mờ giật cấp 13 kết hợp với vòi rồng xuất hiện ở ngoài Biển Đông, nhấn chìm toàn bộ tàu đánh cá và giàn khoan hút dầu trái phép của Bắc Kinh, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình như ngồi trên đống lửa. Thông tin trên ngay lập tức đã được truyền thông và nước Trung Quốc xác nhận rằng rạng sáng ngày hôm qua trên Biển Đông, một cơn bão siêu mạnh giật cấp 13 đã đổ bộ vào thành phố Tây Sa hay còn gọi là quần đảo Trường Sa của phía Trung Quốc, đã chiếm giữ trái phép của Việt Nam chúng ta, gây ra lốc xoáy dữ dội, cuốn bay toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông, cũng như là đang neo đậu bất hợp pháp ở Hoàng Sa và Trường Sa của phía Trung Quốc, khiến cho cơ quan đầu não chính quyền của ông Tập ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng lo sợ. Trước đó, Cơ quan Bảo vệ Bờ biển Trung ương Trung Quốc cũng phát đi thông báo khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân cũng như các cơ quan chức năng phải tìm nơi trú ẩn, cũng như bảo vệ tàu thuyền của Bắc Kinh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã quá chủ quan khi nói rằng cơn bão trên đổ bộ vào đất liền nên không ảnh hưởng gì tới ngoài khu vực Biển Đông. Nhưng rạng sáng hôm qua, không hiểu vì sao ông trời mẹ thiên nhiên lại cho con lốc xoáy bất ngờ đổ bộ vào Tây Sa và Nam Sa của phía Trung Quốc, chiếm đóng trái phép của Việt Nam chúng ta, khiến cho toàn bộ tàu thuyền cũng như các căn cứ quân sự và điện, đường, trường, trạm trên đảo nhân tạo của phía Trung Quốc bị đánh sập. Nhiều ý kiến cho rằng dường như mẹ thiên nhiên vẫn ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử chính quyền ông Tập Cận Bình vì dám đem quân đi xâm chiếm đảo Phú Lâm, đảo Đá Chữ Thập, đảo Gạc Ma của Việt Nam. Đây là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc liên tục dính những trận mưa to đến rất to. Trong những ngày vừa qua, bão tố mịt mờ đang càn quét tất cả toàn bộ các tỉnh thành phía Nam, phía Đông và thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ngoài ra, cơn bão còn đang đổ ầm ầm vào đảo Hải Nam, vào tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông của nước này. Thưa quý vị, năm 2023 quả đúng là một năm đại họa đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Chỉ trong vòng hơn một tháng, đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đã phải đón nhận hai cơn bão mạnh nhất nhì trên thế giới càn quét Bắc Kinh. Bây giờ là cơn bão số 2, một trong những cơn bão siêu mạnh đang đổ rầm rầm
vào đảo Hải Nam và các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Bắc Kinh, khiến cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập vô cùng sốt ruột. Các nhà tiên tri như Vanga, hai cậu bé thần đồng người Ấn đã dự đoán Trung Quốc năm 2023 không sụp đổ thì cũng kiệt quệ vì mưa lũ, thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, nạn đói hoành hành. Và theo cục thống kê nhanh của chính quyền Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc mới chỉ 2 tháng đầu năm thôi, nước này đã trải qua lần lượt các thảm họa hết động đất lại đến lũ quét, sạt lở, vỡ đê, vỡ đập, khiến cho hơn 40 triệu người dân các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Giang Tô, Phúc Kiến, Quảng Tây, Thượng Hải, Quảng Đông, kể cả quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh đều bị ngập lụt. Mưa to đến rất to trong những ngày vừa qua không có dấu hiệu giảm nhiệt, khiến cho lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mekong liên tục đổ dồn dập vào con đập Tam Hiệp, khiến cho con đập này tối ngày hôm qua phải mở thêm 3 cửa xả hoạt động 24/24 giờ, chấp nhận những vùng hạ lưu của phía Trung Quốc bị ngập sâu trong biển nước lũ. Thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc đã phát tín hiệu cảnh báo đỏ về mưa lớn vào đêm ngày hôm qua, ít nhất 8 người chết và 4 người mất tích. Tại sân bay Vũ Hán, nước ngập trên đường khiến các phương tiện không thể qua lại. Tại nhiều vùng của tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa hàng ngày đã vượt quá nhiều kỷ lục lịch sử của trận lũ năm 2016 và năm 1998. Và theo các nhà quan sát về tình hình thiên tai, thảm họa cho biết, tình hình thảm họa tại Trung Quốc sẽ tạm thời chưa thể dừng lại vì hiện tượng biến đổi khí hậu cũng như giải mây gây mưa vẫn còn dày đặc. Ít nhất trong tháng 2 mưa lũ, thảm họa sẽ vẫn còn bủa vây Trung Quốc dai dẳng. Cầu mong sao những người dân Trung Quốc mau chóng vượt qua được khó khăn vì hơn một tháng vừa qua họ đã khổ sở lắm rồi. Kính thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa mới thu thập được từ những trang mạng xã hội như TikTok và một số tờ báo Trung Quốc cho biết, vào rạng sáng ngày hôm nay, Trung Quốc đã hứng chịu thêm một trận động đất dữ dội mạnh 5,1 độ Richter, tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km. Trận động đất trên đã làm rung lắc mạnh những tòa nhà cao tầng tại thủ đô Bắc Kinh và những vùng lân cận. Còn những nơi gần tâm chấn động đất, nhà cửa đã bị đánh sập bởi mưa lũ nhiều ngày qua, đã khiến cho nền đất ở Trung Quốc đang rất yếu. Nay gặp những trận động đất là bị bung lở, đã khiến cho 30 ngôi nhà bị sập, hàng ngàn hecta hoa màu bị tàn phá, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Không những thế, mưa to đến rất to vẫn tiếp tục dội hàng ngàn tấn nước xuống Trung Quốc. Và theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt Trung ương Trung Quốc thống kê cho biết, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã vừa tròn 45 ngày đêm không có mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc liên tục xuất hiện màu xám xịt, âm u và đen tối. Nhiều ý kiến cho rằng dường như ông trời vẫn tiếp tục giáng những đòn đau thương xuống Trung Quốc để trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình vì những đường lối sai trái mà ông ta gây ra cho Việt Nam cũng như cho thế giới. Và dường như Đức Chúa Trời, Mẹ Thiên Nhiên vẫn chưa buông tha Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, trong một bản tin dự báo thời tiết trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết Trung Quốc tiếp tục sẽ phải đón nhận đối mặt với 8 trận mưa to đến rất to, cùng lũ quét, lũ ống, sạt lở, vòi rồng sẽ xuất hiện ở vùng thượng nguồn cũng như hạ lưu con đập Tam Hiệp và sông Dương Tử. Và nếu như điều này xảy ra thì khả năng cao con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 99,8%. Tình báo của Mỹ, Nhật Bản cho biết các nước cần lưu ý đối với Trung Quốc vì nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục vượt biên trái phép tràn sang để tránh trú khỏi con đập Tam Hiệp và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Bởi vì nhiều người dân Trung Quốc đang mang mầm bệnh dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Vũ Hán. Đây chính là lý do vì sao mà nhiều nước trong khu vực cấm cửa đường biên giới với phía Trung Quốc. Myanmar, một trong những nước giáp danh với đường biên giới với Trung Quốc, đã đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, truyền thông của Myanmar cho biết chính quyền địa phương của nước này đã bắt giữ được 13 người dân Trung Quốc vượt biên trái phép. Họ cho rằng những người vượt biên trái phép của Trung Quốc sang đó để lây nhiễm dịch bệnh cho Myanmar. Ấn Độ, Triều Tiên hôm qua cũng đã cảnh báo người dân Trung Quốc đang vượt biên trái phép rất nhiều. Vì thế, lực lượng biên phòng của các nước đang tuần tra vùng biên giới rất đông để kiểm soát người Trung Quốc. Kính thưa quý vị, đây là những hình ảnh mô tả sức mạnh đến mức hung bạo của thiên nhiên và đây là quang cảnh của thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, các tòa nhà dù lớn nhỏ cũng đều bị dòng thác bùn dữ dội cuốn trôi, đổ sập. Người đàn ông này vừa may mắn thoát chết khi được người khác kéo ra khỏi dòng nước dữ, nhưng nhiều số phận khác kém may mắn hơn bị vùi trong đám lở đất. Các nhà chức trách cho biết con số người bị nạn đã lên tới hơn 40 người, liên tục là những báo cáo có thêm người bị mất tích. Trong số đó có 12 người mất tích do bị kẹt trên cây cầu bị nước lũ quật gãy.
hàng trăm người khác bị kẹt trong các tòa nhà, trong khi nước dâng lên ngày càng cao, thậm chí những phương tiện cứu hộ của các ban ngành cũng bị cuốn trôi. Đội cứu hộ cho biết đã huy động hết tất cả các lực lượng sơ tán hàng chục ngàn người một lúc trong đêm khỏi các khu vực hứng chịu thiên tai. Tất nhiên, Trung Quốc đã có kế hoạch phòng chống lũ lụt trong mùa mưa, nhưng mức độ của trận thiên tai này vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Mưa lớn bắt đầu đổ xuống trở lại từ 2 ngày trước đó, khiến đất bị nhão ra và hòa vào dòng nước cuốn trôi theo dòng chảy. Có thể phải mất rất nhiều ngày nữa người ta mới ước tính được mức độ thiệt hại. Song hiện nay các tuyến giao thông chính đã bị tàn phá nặng nề, trong khi đó những khu vực phải chịu những trận lũ lớn còn phải đối mặt với nhiều trận mưa sắp tới. Tại Bắc Kinh, vào ngày hôm qua, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác phải di tản sau khi nước lũ lan rộng tại thủ đô của Trung Quốc. Mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống thủ đô Bắc Kinh từ tuần trước và mực nước đã dâng mạnh từ ngày hôm qua khiến nhiều cửa hàng và trường học bị đóng cửa. Một người dân tại thủ đô Bắc Kinh nói với BBC rằng nước lũ tràn vào nhà vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua. Mực nước càng ngày càng dâng cao, nước dâng lên đến 3 mét trong nhà tôi. Chúng tôi không có đồ khô để mặc và hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Các nhà khí tượng học dự đoán mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Thưa quý vị, một điểm lạ nữa cũng đã xuất hiện trong ngày quốc khánh của nhà nước Trung Quốc. Ngày hôm qua, rất nhiều tờ báo Trung Quốc đưa tin vào đêm hôm qua bất ngờ một trận siêu sấm sét đã ập đến đánh trúng cơ quan đầu não chính quyền ông Tập ở thủ đô Bắc Kinh, khiến các quan chức nước này phải chui xuống hầm để trú ẩn. Rất may cho ông Tập, sấm sét chỉ đánh trúng cột thu lôi, nếu không ông Tập Cận Bình đã bị sấm sét đánh trúng và trong sáng ngày hôm nay, ông ta chưa chắc có thể đứng trên bục để phát biểu trước toàn dân. Nhiều ý kiến cho rằng nếu thần sấm, thần sét có đánh trúng ông Tập đi chăng nữa, thì người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không rửa hết được tội lỗi, bởi vì những gì mà ông ta gây ra cho thế giới là rất nhiều. Có thể kể đến việc ông không ngừng tăng cường lực lượng quân đội, quân sự của Trung Quốc rầm rộ tiến ra ngoài Biển Đông, hòng chiếm đóng các quần đảo ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, ông Tập còn lợi dụng dịch Covid-19 để bán các mặt hàng với khẩu trang y tế, máy trợ thở cho 50 nước trên thế giới, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha với mức giá trên trời nhằm trục lợi mang về một lượng tiền khổng lồ cho Bắc Kinh. Không những thế, ông Tập Cận Bình còn lấy tiền ủng hộ của các nước tài trợ cho người dân Trung Quốc bị lũ lụt, thiên tai để tiêu xài. Ngoài ra, ông còn dùng tiền đó đầu tư vào việc đóng tàu chiến để đem ra ngoài Biển Đông quấy nhiễu và còn rất nhiều tội lỗi khác. Chính vì vậy mà mưa to, bão tố cũng như lũ lụt liên tục đổ dồn dập vào phía Trung Quốc, làm cho con đập Tam Hiệp lớn nhất của nước này có nguy cơ bị vỡ và khi nó vỡ, chắc chắn chính quyền của ông Tập sẽ bị xóa sổ và thế giới chắc chắn sẽ được bình yên. Thưa quý vị, theo hãng tin nổi tiếng của Mỹ mang tên New York Times hôm qua cho biết, mặc dù đất nước Trung Quốc đang bị tàn phá mạnh bởi lũ lụt và thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn cho quân đội của nước này tập trận bắn đạn thật làm căng thẳng ở Biển Đông để đe dọa các nước trong khu vực cũng như thách thức các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ. Tờ báo của Mỹ cho biết một lữ đoàn của không quân hải quân thuộc chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc đã tập trận bắn đạn thật, phóng tên lửa và dội bom ở quần đảo Phú Lâm, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong vòng 7 ngày vừa qua chưa kết thúc. Đây chính là mối nguy hiểm đe dọa trực tiếp tới vùng Biển Đông, đặc biệt đe dọa tới nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Hải quân của Mỹ, Úc ngay lập tức có mặt tại Biển Đông. Hải quân hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã điều động 2 tàu sân bay USS Limit và USS Dobomi Richard mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường tiến ra ngoài Biển Đông, áp sát cuộc tập trận của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập bất chấp tất cả vẫn cho quân đội của Bắc Kinh phóng tên lửa bắn đạn thật, dội bom canh quần đảo Phú Lâm để đe dọa các nước trong khu vực. Hãng CNN còn trích dẫn lời của một vị đô đốc trưởng hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Davidson cho biết, chúng tôi thật sự bất ngờ bởi vì lũ lụt thiên tai đang hoành hành ở Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập lại không lo cho người dân. Họ vẫn đem rất nhiều vũ khí sát thương tiến ra ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh cũng như dương oai đối với các nước trong khu vực. Trước đó, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt với Trung Quốc và khuyên rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những cái hành động được cho là gây mối nguy hiểm cho Biển Đông. Trung Quốc nên tập trung cho cuộc phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19, chứ đừng đem quân đội gây hấn, gây gổ với các nước trong khu vực. Nếu không, Mỹ cùng các nước đồng minh đối tác, trong đó có Việt Nam, sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc để trả lại bình yên cho Biển Đông. Thông tin mới nhất từ Trung Quốc cho biết, khu vực miền Nam đã chứng kiến trận động đất mạnh nhất trong thế kỷ. Trận động đất có độ mạnh 9,5 độ Richter đã xảy ra vào lúc 8 giờ sáng 2 ngày qua.
và gây ra nhiều thiệt hại cho người dân và hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng. Theo bản tin của hãng báo cáo, trận động đất đã đổ sập nhà cao tầng của chung cư vào một tòa nhà 5 tầng. Hàng trăm người đã thiệt mạng, trong số đó đã bị mất tích và bị thương nặng lên đến con số 1.980 người. Hiện tại, đội cứu hộ của Hồ Nam đang trong quá trình chạy đua với tử thần để tìm kiếm những người còn mất tích. Cơ quan địa chất Trung Quốc cũng cho biết một trận động đất mạnh nhất thế kỷ đã xảy ra tại miền Nam Trung Quốc đã khiến cho hàng ngàn người phải thót tim bàng hoàng trước lưỡi hái của tử thần ác liệt này. Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong chốc lát, nhiều người vẫn đang bị mất tích và đang đối diện với cái chết. Do ảnh hưởng của trận động đất, nhiều con đường quốc lộ đã bị phá hoại nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông, một số tuyến đường đã bị cô lập. Hiện cơ quan chức năng đang cố gắng khắc phục nghiêm trọng này. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ sáng ở Hồ Nam đã khiến cho 1.890 người thiệt mạng. Sau cơn động đất 9,5 độ Richter còn kèm theo những làn sóng dư chấn sau trận động đất đã san bằng 4 thị trấn của Hồ Nam, thảm họa đã ghi nhận là thảm họa động đất kinh hoàng nhất mọi thời đại. Theo báo cáo của Trung tâm chống thiên tai cho biết, tâm chấn của trận động đất dữ tợn này nằm ngoài trung tâm của Hồ Nam, cách mặt đất 20 km. Trận động đất kinh hoàng này đã có sự rung lắc rất mạnh. Sau đó, trận động đất dữ dội làm nhiều nhà tầng bị sập đổ, nhiều đoạn đường đã bị hư hỏng nặng. Phóng viên của chúng tôi đã báo tin về cho biết vào sáng 2 ngày trước, một trận động đất kinh hoàng tại tỉnh Hồ Nam, một trận sóng thần trước cơn di chấn động đất này đã ảnh hưởng tới hàng triệu người dân ở Hồ Nam. Người thì mất nhà cửa, người thì mất tài sản, người thân. Hàng trăm chiếc xe đã bị đè bẹp nghiêm trọng. Hiện nay, người dân vẫn chưa hết hoang mang khi bị tấn công dữ dội và bất ngờ như thế này. Theo như lời kể của người dân địa phương, trận động đất là nỗi ám ảnh và thiên tai tàn khốc nhất mà họ từng gặp từ trước tới nay. Những câu trả lời từ phóng viên của chúng tôi đã cho thấy họ đã thật sự ngã gục trước thiên tai kinh hoàng này. Một người dân địa phương cho hay trước đây chưa từng có trận động đất lớn nào mạnh như vậy và dữ tợn như bây giờ. Động đất quỷ quái này đã phá nát tất cả mọi thứ, không còn gì để nói nữa. Một người khác kể lại trong tiếc nuối và đau khổ. Giờ đây mọi thứ đã bị phá nát, không nhà, không xe, không việc. Người dân sẽ sống như thế nào đây? Trong lúc đó, đội cứu hộ đang ra sức tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Hiện chưa thể khắc phục được cơ sở hạ tầng. Trước mắt, họ đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân bị thiệt mạng và tìm những nạn nhân vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 20 km, cách thành phố Hồ Nam khoảng 30 km về phía đông. Đây là khu vực nhiều người sinh sống. Theo thống kê của Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc cho hay, thảm họa động đất ở tỉnh Hồ Nam vừa qua đã khiến cho nhiều người chết và mất tích. Trong khi đó, gần 500.000 người vẫn phải sống trong khu nhà tạm. Nhiều trường học bị đổ nát. Bộ Y tế Trung Quốc đã xác nhận rằng trong số người bị chết và mất tích, nạn nhân thiệt mạng có 153 trẻ em và 2.000 người khác bị thương, trong đó có 600 người đang trong tình trạng nguy kịch. Cơn địa chấn đã khiến hơn 12.000 tòa nhà bị đổ sập. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Lực tác động từ cơn địa chấn đã gây ra hiện tượng hóa lỏng đất, khiến mặt đất ở Hồ Nam hóa bùn và sụt lún, nuốt chửng hàng nghìn ngôi nhà và các tài sản khác. Thảm họa cũng đã phá hủy nhiều tàu đánh cá và các cửa hàng hệ thống tưới tiêu, cướp đi kế sinh nhai của nhiều người dân địa phương. Trận động đất đã giết chết hàng trăm người, tạo nên những bức tường bụi cao tới 50 mét, quét thẳng vào đồng ruộng, nhấn chìm nhiều thị trấn và lôi tuột nhiều nhà ra đường cao tốc, lật tung xe hơi cùng với tàu thuyền lên không trung như món đồ chơi của con nít. Sáng nay, South China Morning Post họp báo cho biết hàng trăm ngôi nhà ở làng Minh Hồ bị hư hại vì thảm họa vẫn chưa được sửa chữa. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế, tình trạng các cơ sở này vẫn rất nguy hiểm khi sử dụng, buộc các em học sinh phải học ở trường tạm và học theo ca. Trước đó, Ngân hàng Thế giới đã cấp cho Hồ Nam khoản vay gần 2 tỷ đô la Mỹ để giúp chính quyền thành phố Hồ Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Cơ quan thăm dò địa chất Trung Quốc xác định đợt tâm chấn trận động đất cách Hồ Nam 20 km về phía đông. Theo báo cáo thiệt hại mới nhất của chính quyền địa phương, trận động đất đã ảnh hưởng tới khoảng 5 ngôi làng đã bị sập nát hoàn toàn tại vùng này, gồm hơn 13 ngôi làng đã bị hư hại hoàn toàn. Bên cạnh đó, hãng Reuters cũng đã đưa tin, theo thống kê thương vong thậm chí sẽ còn tiếp tục gia tăng gấp đôi. Do các nhóm cứu trợ vẫn đang tiếp tục nỗ lực tiếp cận và tìm kiếm lại những khu vực miền núi bị ảnh hưởng. Mặc dù đường dây điện thoại đã bị cắt đứt tại nhiều khu vực, song nhà chức trách tỉnh Hồ Nam cho biết có hơn 570 người thiệt mạng ở một làng gần thành phố và hơn 1.000 người đã bị cho là mất tích. Ngoài ra, còn có khoảng 900 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Cơ quan xử lý thảm họa của Trung Quốc cũng cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất rung chuyển nơi miền Tây Bắc nước này sẽ tăng lên rất nghiêm trọng.
Hiện các lực lượng cứu hộ ở tỉnh Hồ Bắc đang nỗ lực chạy đua với thời gian với hy vọng tìm kiếm thêm được những người còn may mắn sống sót. Hơn nữa, vào ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ đã cho biết 5.000 người và 300 chó nghiệp vụ tham gia công tác cứu nạn. Trong khi đó, chính quyền cấp cao của Trung Quốc đã tới Hồ Nam, đồng thời thông báo chính phủ dự kiến chi bước đầu 50 triệu đô la Mỹ để khôi phục các khu vực ảnh hưởng công tác tìm kiếm cứu hộ đang được triển khai gấp rút tại địa phương gặp nạn. Hồ Nam đang tập trung vào các tòa nhà cao tầng bị đổ sập sau cơn địa chấn. Người dân tại khu vực Thanh Tạng đã được cung cấp đồ ăn, nước uống để đảm bảo giữ nhiệt trong nhiệt độ ngoài trời khi xuống thấp. Kính thưa quý vị thân mến, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được từ Bộ Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, nhiều khu vực ở Bắc Kinh, đặc biệt là trung tâm hành chính thương mại, đang sụt lún tới 1 mét rất nghiêm trọng. Theo tờ Telegraph, nghiên cứu về hiện tượng sụt lún ở Bắc Kinh được công bố trên tạp chí Telegraph và dựa trên ISA, một loại radar theo dõi những thay đổi độ cao của mặt đất. Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo hiện tượng sụt lún trước đó sẽ kéo dài và trở thành nguy cơ cho sự an toàn của thủ đô với hơn 20 triệu cư dân này. Một hoạt động của ngành đường sắt cũng đã hứng chịu ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành phân tích chi tiết những ảnh hưởng của hiện tượng sụt lún lên cơ sở hạ tầng quan trọng như đường sắt cao tốc ở Bắc Kinh. Nhóm nghiên cứu cho biết mặt đất ở nhiều khu vực bị biến thành bùn lỏng, hàng chục ngôi nhà cao tầng bị đổ sập trong tích tắc. Giới chuyên gia gọi đây là hiện tượng đất hóa lỏng. Theo cơ quan khí tượng, khí hậu và địa lý, số người chết trong thảm họa kép động đất và sụt lún đã lên tới hơn 2.000 người và dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Động đất gây ra các loại chuyển động trong đất nền do lực cắt nén trượt dọc theo mặt đất gãy, hậu quả nguyên sinh. Tiếp đó là hiện tượng trượt đất, nứt đất, rung lắc và hóa lỏng nền. Hậu quả thứ sinh rung lắc do động đất thông qua yếu tố cao tốc tác động trực tiếp lên các phân tử đất, từ đó ảnh hưởng đến sức kháng giới hạn đất nền. Một trong các hiện tượng đặc trưng của đất bị ảnh hưởng là nền hóa lỏng, một dạng tai biến thứ cấp của động đất. Khi đó, hiện tượng sụt chìm có thể xảy ra với đất nền có trạng thái xốp, hạt mịn, bão hòa với nước. Hiện tượng hóa lỏng không xảy ra với đất hạt khô và do độ rỗng cao. Khả năng thấm nước lớn làm cho các lực nước lỗ rỗng và xuất hiện trong đất hồi phục nhanh trở lại trạng thái áp lực thủy tĩnh. Ở trạng thái ban đầu khi có động đất nền đất lún nhỏ, sự giảm sút trong cát hoặc đổ cứng do tăng áp lực nước lỗ rỗng là trong các vật liệu dưới nước bão hòa nước ở trong lúc có chuyển động nền động đất đến mức làm gia tăng đáng kể biến dạng lâu dài của đất, mà từ đây trở đi được coi là hóa lỏng. Bản chất của hiện tượng này là khi có rung chấn lên đến một giới hạn nào đó thì nước lỗ rỗng trong đất thoát ra đất nhanh, sức chống đất giảm áp lực thủy động tăng lên tạo lực đẩy các hạt đất lên phía trên làm tiêu giảm thậm chí là mất đi. Áp lực trên cột nước lỗ rỗng trong đất đạt tới giá trị giới hạn, trọng lượng các hạt đất ứng suất hiệu quả lên tới giá trị bằng không. Áp lực nước lỗ rỗng còn làm xáo trộn và yếu đi lớp phủ phía trên của lớp bị lỏng hóa của đất ở trạng thái gần như một dịch thể. Trên mặt đất hình thành một hố, miệng như núi lửa nhỏ, dạng hình côn có hiện tượng cát sủi, khi đó đất ở trạng thái bị hóa lỏng. Nếu mực nước ngầm đang ngày càng nông và độ sụt lún càng lớn, khi đó toàn bộ mặt đất tự nhiên sẽ bị lún chìm xuống và gây ra tác động xấu đến ổn định và kết cấu công trình phía trên. Hóa lỏng đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ sâu mực nước ngầm, niên đại của nền đất và những khu vực gần sông, biển cũng dễ xảy ra hiện tượng hóa lỏng này. Được biết, Bắc Kinh tọa lạc ở vùng đồng bằng khô giáo, nơi nước ngầm tích tụ suốt hơn một thập niên kỷ và khi các giếng được khoan vào mực nước ngầm hạ xuống tầng đất bên phía dưới rắn đặc, lại giống như một miếng bọt khô. Theo kết quả nghiên cứu, toàn bộ thành phố Bắc Kinh đang sụt lún, nhưng hiện tượng này xảy ra mạnh nhất ở quận Tiểu Dương. Nó bắt đầu phát triển từ năm 1990 với hàng loạt tòa nhà chọc trời, đường vành đai và các công trình khác. Nhóm nghiên cứu cho biết mức độ sụt lún không đồng đều ở một số nơi gây nguy hiểm cho tòa nhà và cơ sở hạ tầng khác. Hàng chục nghìn tấn nước ngầm ở trong nội thành và xung quanh Bắc Kinh phần lớn được sử dụng trong trồng trọt và làm đẹp phong cảnh. Chính quyền thành phố ban hành luật quy định về việc đào giếng nhưng chưa thống nhất trong thi hành. Theo Mai Trung, Giám đốc Viện Môi trường Công cộng ở Bắc Kinh, vào năm 2015, Trung Quốc khởi công dự án quy mô nhằm xử lý khủng hoảng nước tại Bắc Kinh. Chính quyền thành phố hoàn thành xây dựng công trình vận chuyển nước Bắc Nam trị giá 65 tỷ đô la Mỹ, thiết lập mạng lưới kênh đào và đường hầm dài 2.400 km nhằm giảm 44,8 tỷ mét khối nước vào Bắc Kinh. Vào tháng 1 năm 2015, lãnh đạo quận Triều Dương
công bố kế hoạch ngưng sử dụng 367 giếng nước và giảm sử dụng 10.000 mét khối nước ngầm. Các chuyên gia nhận định còn quá sớm để kết luận dự án kênh đào có thể làm đầy tầng đất, đá ngập nước và giảm tốc độ sụt lún của Bắc Kinh. Ảnh hưởng của hiện tượng sụt lún lên các tòa nhà và hệ thống đường sắt vẫn tiếp tục gây lo ngại. Một nghiên cứu của năm 2015 đề xuất chính quyền Bắc Kinh nên cấm khoan giếng ở gần đường sắt cao tốc. Thưa quý vị, cũng theo nguồn tin có liên quan, lở đất vỡ đê do mưa lũ hoành hành, ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của người dân Trung Quốc bị chìm trong biển nước, Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới, gồm sự tập trung vào tình hình ở Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông.